Chiều 22 tháng 7, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B, sinh năm 1957, chủ quán bún trong video chuột bò trên túi bún. Tổng mức xử phạt bà B là 2 triệu 250 nghìn đồng về các hành vi, không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn. Thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng động vật gây hại xâm nhập, không sử dụng căng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Trước đó ngày 19 tháng 7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún, trong khi chủ quán đang làm bún cho khách ngay bên cạnh. Đoạn video khiến người xem dùng mình ghê sợ, lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thật sợ hãi, tại sao có thể để bún dưới nền đất bẩn thỉu thế kia? Hình ảnh ám ảnh, quá cầu thả, mất vệ sinh. Cư dân mạng bình luận. Sau vụ việc bà B cho biết rất áp lực, mệt mỏi, không thể chợp mắt. Chủ quán tiết lộ đã gắn bó với nghề bán bún chân giò 28 năm, nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh chuột bò vào túi bún. Bà B kể, sự việc diễn ra bất ngờ vào ngày 19 tháng 7, khi tôi đang làm bún thì bạn giao hàng hét lên: "Có con chuột to quá." Sau đó bạn này cầm cây đuổi giúp tôi con chuột đi. Tôi quay ra nhìn thấy con chuột cũng tái mặt. Tôi đã vứt túi bún đó đi không sử dụng nữa bà b cho hay đây là sự cố không mong muốn nằm ngoài tầm kiểm soát bà b khẳng định hai vợ chồng trước nay rất cẩn thận sạch sẽ trong khi bán hàng